bạn có thắc mắc là tại sao Lisa nhảy vũ đạo rất là mạnh nhưng mà chiếc mái của cô ấy vẫn không thay đổi, vẫn không xê gì không? Mọi người để ý kỹ nhá. Có bí quyết cả đấy. Mọi người nhìn tóc của mình nào. Không thay đổi, không di chuyển luôn. Nếu khi mà mình chỉnh chỉnh như này thì nó lại về vị trí cũ luôn. Thần kỳ không? Cô không dài dòng nữa, hướng dẫn mọi người luôn nhá. Đây là mái gốc của mình. Các bạn chia tóc thành 3 phần giống như mình, rồi các bạn là tóc cho vào nếp. Phần chân tóc các bạn là thật là kỹ cho mình, để tóc có độ phồng. Sau đó các bạn kéo thẳng ra đến phần ngọn tóc, các bạn lại uốn cong lại, tóc sẽ có được một độ cong nhẹ. Sau khi các bạn định hình được form mái thì đây là bước quan trọng này. Các bạn dùng gom xịt, xịt vào phần chân tóc giúp mình. Đợi một lúc cho gom tan, các bạn đi lấy cho mình một miếng bìa cắt tông hoặc là một cái gì cũng được để che vào phần mắt, rồi dùng xịt phần ngọn tóc tiếp. Gom xịt này mình để ở dưới TikTok shop phần góc trái video. Các bạn thấy không, mình di phần chân tóc ấy nó không bị xê dịch nhiều đâu, mà nó kết lại thành từng mảng với nhau ấy. Các bạn lắc đầu thoải mái luôn, không bao giờ sợ bị bung, không bao giờ sợ bị mất nếp nhá. Có đi chơi ngoài trời cả ngày hay là làm cái gì vận động mạnh ấy thì các bạn cũng không bao giờ sợ cái mái của bạn bị mất nếp đâu nhá.